Nhắc đến tranh dân gian Việt Nam thì không thể không nhắc đến dòng tranh Đông Hồ, dòng tranh của thôn quê và xóm làng. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, tưởng chừng như là những nét văn hóa truyền thống mang đậm chất dân gian trong tranh Đông Hồ sẽ dần phai nhạt. Thế nhưng trong vô vàn những khó khăn và thử thách, những người nghệ nhân vẫn luôn miệt mài khôi phục và làm sống lại nhiều tuyệt tác tinh xảo của dòng tranh Đông Hồ. Trong những ngày đầu tiên của năm Kỷ Hợi 2019, cùng đến với làng tranh Đông Hồ để nghe nghệ nhân Nguyễn Đăng Tâm kể chuyện về bức tranh dân gian Lợn ăn cây giấy và lợn đàn, để hiểu rõ hơn về ý nghĩa mà cha ông muốn truyền tải thông qua những bức tranh, đồng thời truyền dạy cho thế hệ trẻ về cách thức, bí quyết làm tranh Đông Hồ, một dòng tranh quý của xứ Kinh Bắc xưa và nay. Xin được chào nghệ nhân Nguyễn Đăng Tâm ạ. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình cùng kênh truyền hình VTC14. Thưa ông, là dòng tranh Đông Hồ thì có hai bức tranh khá là nổi tiếng, đó là Lợn ăn cây ráy và Lợn đàn, đúng không ạ? Thì trong cái Tết năm Kỷ Hợi 2019 này thì cũng muốn bàn về chuyện con lợn. Thì ông có thể giới thiệu đôi nét về cái ý nghĩa của cái bức tranh Lợn ăn cây ráy được không ạ? Trong cái Lợn ăn cây ráy ấy, thì trong cái lợn thì đấy là một cái gọi là mình gọi là cây khoai. Cây khoai thì ngày xưa ấy, thì bao giờ cũng phải có cám và có cái lá đó để nấu lên để chọc lợn, con lợn nó ăn. Thì cho nên các cụ mới vẽ cái bức tranh là lợn ăn lá ráy là như vậy. Trong cái bức tranh Đông Hồ thì con lợn tượng trưng cho sự lo đủ. Lý do tại sao? Tại vì lý do con lợn là nhìn các vẽ trong con lợn đã thấy cái sự đầy đặn, cái sự mũm mĩm, cái sự tràn đầy, tràn trề trong cái cuộc sống, để cầu mong cái sự mỗi một ngày nó một tốt đẹp hơn, một giàu sang hơn, tốt hơn. Mỗi cái bức tranh dân gian Đông Hồ thì là cả một cái thế giới tinh thần phong phú, nó mang những cái hàm ý, những cái biểu tượng rất là đặc biệt. Thế thì trong cái bức tranh Lợn đàn ạ, thì cái nội dung mà những cái người nghệ nhân muốn truyền tải ở đây là gì ạ? Trong tranh Đông Hồ thì mỗi một bức tranh Đông Hồ nó đều có một ý nghĩa, Ví dụ như đi sâu vào cái bức tranh Lợn đàn thì các bạn đã thấy cái sự quây quần, cái sự đầm ấm, cái sự bao bọc và cái sự lo đủ trong bức tranh đó. Đầm ấm là cái gì? Các bạn thấy trong bức tranh Lợn đàn thì thấy một mẹ và 5 con lợn con. Nó đều sum vầy, nó có thể nó đùa nhau, nó hơi cưỡi lên lưng nhau để đấy đó. Và dưới mẹ là có một cái máng để cho thức ăn. Thì đấy, các bạn đã thấy, nhìn bức tranh đã thấy nó vui rồi. Nhìn bức tranh con lợn đàn đã thấy nó vui rồi. Nó vui ở cái gì? Nó vui ở cái là cái sự quây quần. Vui sự quây quần, cái sự đầm ấm giữa mẹ và con. Đấy là một cái thể hiện cái sự sung túc, cái sự bao bọc của một người mẹ. Trong bức tranh Đông Hồ thì đều gắn với những cái ý nghĩa, cái nhân văn tốt đẹp. Trong những cái bức tranh con lợn á, thì tôi có để ý thấy là trên mỗi con lợn thì đều có những cái xoáy âm dương. Thế thì nó mang cái ý nghĩa gì ở trong những cái bức tranh này ạ? Trong con lợn trên Đông Hồ ấy, thì tại sao hai người ta hay nói một câu là con lợn âm dương? Con lợn âm dương là trong cái khoái đó thì trong cái cuộc sống thì phải có trời và đất. Hai cái đó để quyện với nhau để tạo lên một cuộc sống. Trong cái cuộc sống nó phải có hai cái điểm đó, khoái âm và khoái dương. Đấy là thể hiện cái sự sống, cái sự sống đấy, cầu mong tốt lên. Vâng, để làm được một cái bức tranh dân gian Đông Hồ thì sẽ phải trải qua những cái quy trình như thế nào, và đâu là cái nét đặc biệt nhất của tranh dân gian Đông Hồ? Quy tranh Đông Hồ ấy, cái thứ nhất là đầu tiên phải bồi được cái giấy điệp lên trên giấy gió hãng. Đấy là bước đầu tiên. Và nếu mà in được tranh Đông Hồ thì phải khắc được ra bản khắc gỗ. Tranh Đông Hồ thì in bằng bản khắc gỗ, thì tranh có bao nhiêu màu thì có bấy nhiêu bản khắc, và đồng thời là bấy nhiêu lần in. Mỗi một lần in thì tương ứng với một màu. Ví dụ như bức tranh Lợn đàn thì nó gồm 5 màu thì phải có 5 bản khắc khác nhau, màu xanh, màu đỏ, màu đen chẳng hạn, màu vàng, tất cả những cái đó. Thì và đặc biệt là trong tranh Đông Hồ ấy, thì ngày hôm nay in màu đỏ thì đợi ngày mai khô mình mới in màu xanh. Cứ như thế ta sẽ in lần lượt. Ví dụ như bức tranh lợn, con lợn thì ta phải in mất 5 ngày.
thì ta mới xong được một bức tranh. Nếu như thời tiết ủng hộ ta thì có thể ngày hôm sau in được, nhưng thời tiết mà không ủng hộ ta thì có thể là một hai hôm sau ta mới in được tiếp một tiếp. Cho nên là tất cả làm để muốn bán được tranh sang tháng 2, tháng 3 thì ta sẽ phải chuẩn bị từ trong năm rồi. Cái mùa hanh khô ta phải làm tốt. Đấy, đặc điểm của đồng hồ nó như vậy. Một tín hiệu rất là mừng là những năm gần đây thì những cái người mà chơi tranh á, họ đã có xu hướng là tìm nhiều về với những cái tranh dân gian như là tranh đồng hồ. Thì mình là một nghệ nhân tranh dân gian, thì mình suy nghĩ gì về cái điều này thưa ông? Trong độ khoảng 3-4 năm trở lại đây thì càng ngày cái số lượng người Việt đến với làng đồng hồ bọn tôi càng ngày càng nhiều hơn. Đấy là bọn tôi mừng nhất. Nhất tôi thì tôi có cái suy nghĩ là bây giờ người dân mình thì tôi cũng đã ý thức rất nhiều. Rất nhiều. Không cứ là làng đồng hồ bọn tôi đâu, bọn tôi đi các làng nghề khác, người Việt mình đến nhiều lắm. Thì đấy là cái ý thức của người dân càng ngày càng quan tâm đến cái xã hội của mình, càng ngày càng quan tâm đến cái văn hóa truyền thống. Trong đó bọn tôi được hưởng. Bọn tôi cũng là một cái làng nghề văn hóa truyền thống của Bắc Linh, của Việt Nam mình không biết bao nhiêu làng văn hóa truyền thống. Thế thì bọn tôi nghĩ là đấy là một cái ý thức của người dân mình đã quay lại với cái nghề truyền thống của Việt Nam mình. Mới một cái nữa mà bọn tôi đang thúc đẩy rất chi mạnh là hướng tới cho học sinh tiểu học. Bọn tôi nhân cái chương trình Bộ Giáo dục có những cái buổi trải nghiệm, thì bọn tôi gắn kết với các trường đó hay các công ty du lịch để đưa các con về đây nghe về lịch sử truyền thống của tranh đồng hồ, được trải nghiệm, được in tranh đồng hồ. Đấy là một cái mà tôi nghĩ những cái thế hệ đó là những cái thế hệ mai sau để tiếp tục ngày càng người Việt Nam đến với cái sản phẩm truyền thống của Việt Nam nhiều hơn. Là một nghệ nhân tranh dân gian thì theo ông là qua tranh đồng hồ thì cha ông ta muốn gửi gắm những cái điều gì cho thế hệ sau? Để trong những bức tranh đồng hồ ấy, thì ông cha ta đang gửi là đưa vào để cách suy nghĩ làm thế nào để cho gia đình nó hạnh phúc, làm thế nào để cho gia đình nó ấm no, tất cả những cái đó đều thể hiện cái sự chân thiện mỹ trong cái đó. Trong cái đó thì tôi nghĩ những cái đấy mới là những cái mà cao quý nhất. Những cái đó là những cái cao quý nhất. Chứ còn tiền tài thì có thể nay có thì mai ghi lại hết. Nhưng nếu như ta cứ ở trong bức tranh như vậy thì cái người dân mình càng ngày tôi nghĩ là sẽ càng tốt hơn rất rất nhiều. Vâng, xin được cảm ơn ông về những chia sẻ rất là thú vị vừa rồi. Cảm ơn ông và chúc ông có một năm mới thật là an khang và thịnh vượng.